Thưa quý vị, mặc dù sinh sau đẻ muộn, nhưng với sự năng động, chăm chỉ và sáng tạo, 10 năm trở lại đây, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã trở thành thủ phủ hoa lớn nhất của miền Bắc. Từ những nông dân chỉ quen trồng lúa nay đã trở thành những chủ nhà vườn sở hữu hàng nghìn loài hoa, từ giống bản địa cho tới giống nhập ngoại, trở thành những triệu phú nông dân nắm giữ trong tay những ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất hoa cây cảnh. Lễ hội Hoa Xuân Quan lần thứ 3 năm 2023 là một sự kiện văn hóa đặc sắc của làng hoa nổi tiếng ở huyện Văn Giang của tỉnh Hưng Yên. Lễ hội được tổ chức từ ngày 22 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 với sự tham gia của hơn 200 gian hàng hoa tươi, cây cảnh, đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ địa phương. Vâng, lễ hội không chỉ là dịp để người dân Xuân Quan khoe sắc hoa mà còn là dịp để du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu về nét đẹp văn hóa, lịch sử và truyền thống của làng hoa trẻ tuổi nhưng giàu tiềm năng này. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC16. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một ngày nữa thôi là đến lễ hội Festival Hoa Xuân Quan. Nơi đây được mệnh danh là thủ phủ hoa lớn nhất miền Bắc. Và ở đây sẽ hội tụ hàng nghìn loài hoa của bà con Xuân Quan. Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngắn ngay sau đây. Chưa đầy một tuần, một tháp hoa có chiều cao gần 20 mét được trang trí bằng gần 500 giỏ hoa đủ màu sắc và hình dáng, tạo nên một tháp hoa rực rỡ ấn tượng. Đây cũng chính là điểm nhấn của Festival Hoa Xuân Quan lần này. Năm 2023 này, lễ hội lần thứ 3, thì tháp hoa đã được nâng lên đặt trên một cái bệ rất là đẹp, trang trọng và đưa ra giữa một cái khu hồ cảnh quan. Và với chiều cao sấp xỉ 20 mét này, thì tin chắc rằng cái tháp hoa này sẽ đặt kỷ lục Guinness về cái tháp hoa cao nhất miền Bắc hiện nay. Và tôi nghĩ rằng chắc chỉ thua mỗi cái biểu tượng hoa tại Đà Lạt thôi. Và với cái tháp hoa này thì chúng tôi trưng khoảng gần 500 chảo hoa dại anh Thảo. Và đây là một sản phẩm ô cốp của Xuân Quan đã đạt ô cốp 3 sao năm 2023. Bà con rất phấn khởi, tập trung tất cả nhân lực, nguồn lực, rồi là xã hội hóa, kinh tế, tập trung người đóng góp ít hoa, rồi là người công sức là làm nên cái lễ hội hoa rất là hoành tráng. Khu vực tiểu cảnh của thôn 7 với thông điệp ký ức và khát vọng kể lại hành trình thay đổi tư duy sản xuất thích ứng với quá trình đô thị hóa ở một ngôi làng ven đô Hà Nội. Một dòng suối với gần 1.000 chậu hoa dạ yến thảo tái hiện dòng sông Bắc Hưng Hải chảy qua Xuân Quan, hay một khu vực nhà màng, nhà lưới trồng hoa công nghệ cao thay thế cho những luống rau màu của thôn 4 với thông điệp Xuân Quan nay trở thành thủ phủ hoa lớn nhất miền Bắc nhờ những chính sách cởi mở, kịp thời và sự năng động của người dân. Chúng tôi thì rất là vui mừng, rất là phấn khởi là được cái là tính tay của mình lại ra đây để làm nên với cái lễ hội hoa này, và như vậy giờ là nó thay đổi được cái quê hương đất nước. Đến 31 tháng 10 vừa rồi chúng tôi tổng hợp lại thì đã có thu nhập bình quân là khoảng 92 triệu đồng trên người trên năm. Đấy là một cái diện mạo trong cái xây dựng nông thôn mới. Và thật sự là công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Quan đã được người dân tham gia ủng hộ một cách nhiệt tình, thể hiện sự đoàn kết thống nhất của cán bộ và người dân Xuân Quan với làng hoa Xuân Quan. Theo thống kê của xã Xuân Quan, tổng lợi nhuận từ hoa cây cảnh của xã trong năm 2022 ước đạt từ 150 đến 200 tỷ đồng. Nghề trồng hoa cây cảnh đã tạo việc làm cho trên 3.000 lao động tại địa phương cũng như các địa phương khác về làm thuê, với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 9 triệu đồng một người mỗi tháng. Festival Hoa Xuân Quan cũng là sự kiện Xuân Quan đón bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Hưng Yên, khẳng định Xuân Quan chỉ trong một thập kỷ đã thay đổi diện mạo với những cú hích kinh tế từ nghề trồng hoa cây cảnh. Vâng, song song với sự kiện lễ hội Hoa Xuân Quan, những nhà vườn hoa cây cảnh ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cũng đang gấp rút xúc tiến thương mại cung cấp ra thị trường. Mặc dù giá bán tăng từ 15 đến 20%, nhưng vẫn thu hút khách hàng vì mẫu mã đa dạng, phong phú nhiều chủng loại. Đặc biệt là năm nay thì các nhà vườn tại Văn Giang đã tạo ra những chậu bưởi to, nhỏ, đủ kích cỡ, đa dạng về hình dáng và có loại được trồng trong chum, chậu hay là lọ, phù hợp với gia đình có khuôn viên nhỏ, giá bán từ 2 đến 3 triệu đồng. Cá biệt là có những cây cổ thụ từ 100 tới 200 quả, giá bán từ 50 triệu cho tới 200 triệu đồng. Với 300 gốc bưởi cổ thụ được tạo tán và chế tác kỳ công với số vốn đầu tư lên tới 10 tỷ đồng, nhà vườn này đang sở hữu vườn bưởi cảnh lớn nhất huyện Văn Giang, Hưng Yên. Chị, đây là một cây bưởi cổ thụ, nó rất là đẹp. Vì cái đẹp vì sao? Vì cái gốc này nó rất là to,
Van Gogh nó, nếu tuổi thọ của một cây bưởi này nó rơi vào khoảng 50 năm, là em nghe của cụ già trên đất Tuyên Quang thì là em rất là vất vả mới mua được cây bưởi này. Những cây bưởi càng cổ thụ càng được nhiều người tiêu dùng yêu thích với giá trị vô giá trong tâm linh của người Việt. Cây bưởi cảnh càng sai chữ quả, quả to, tròn đẹp. Thân cây rám, tuổi đời càng lâu năm thì giá trị cây bưởi càng cao. Một cái cây ghép 300-400 quả bưởi cho nên cái cách chăm sóc rất là vất vả vì phụ thuộc theo thời tiết. Đối với ví dụ như cây bưởi đến tháng 4 âm lịch là bắt đầu ghép quả vào thì phải làm sao mình phải chăm được sóc được cái cây bưởi nó lá xanh, chất cây nó khỏe thì mới đạt được cái hiệu quả cao, không như thời tiết nó 39-40 độ. Cái cây bưởi nó mà yếu là cái tỷ lệ nó đạt rất là thấp. Từ khi được công nhận là làng nghề thôn Tầm Tang, những chủ vườn trồng quýt cảnh, quất cảnh ở đây đã được thương lái từ các tỉnh khác tới đặt mua từ tháng 8 âm lịch. Những nhà vườn ở thôn Tầm Tang đã có những bí quyết riêng để quất lục bình chín với màu vàng chanh bắt mắt vào đúng dịp Tết. Năm nay nhà vườn chúng tôi là dòng trên vườn này là 1.500 cây. Hiện nay chúng tôi đã bán hết từ tháng 8 rồi. Khách về mua là tháng 8 âm lịch vừa rồi ấy, đã bán hết rồi. Hiện tại thương lái tới mua cả vườn với số lượng lớn, giá bán những chậu quất lục bình sai chữ quả, tạo tán đẹp sẽ có giá bán 2 triệu đồng. Giá bán một chậu dạ yến thảo giá từ 80.000 đến 150.000 cho tới những chậu lan hồ điệp lên tới vài chục triệu đồng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Vài năm trở lại đây, với việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất giống và hoa thương phẩm, giá bán của các loại hoa giá trị cao như hoa lan đã không còn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, mẫu mã cũng phong phú hơn. Thường từ bây giờ đến Tết thì giá cả thì nó cũng vẫn là ok như vậy thôi, chứ không có gì là chênh lệch đáng kể đâu ạ. Nhưng mà nếu mà để về hoa thì chất lượng hoa sẽ tốt hơn năm trước. Mỗi năm vì là mình sẽ có, mỗi năm mình rút ra một kinh nghiệm thì nó sẽ được ấy hơn, tốt hơn. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết hơn 800 hectare hoa, cây cảnh huyện Văn Giang, Hưng Yên đã khoe sắc, sẵn sàng cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ước tính doanh thu năm nay lên tới 520 tỷ đồng. Thưa quý vị, còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Những ngày này, nông dân tại làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đang tất bật với việc chăm sóc để chuẩn bị sẵn sàng cung ứng nhiều loại hoa cho thị trường Tết, cũng như là Festival Hoa Kiểng Sa Đéc lần đầu tiên sẽ được diễn ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 1 năm 2024. Diện tích hoa kiểng phục vụ Tết và Festival Hoa Kiểng sắp tới của toàn thành phố Sa Đéc vào khoảng 100 hectare, tập trung nhiều ở xã Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây, phường An Hòa và Tân Quy Đông. Các loại hoa chủ yếu là hoa vạn thọ, cúc tiger, cúc đồng tiền. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên một số nông dân làng hoa Sa Đéc đang sản xuất giống cúc mâm xôi Hà Lan và Hàn Quốc với nhiều màu sắc sặc sỡ, đang được thị trường ưa chuộng. Ngay từ đầu năm đã có chủ trương của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh thì thành phố cũng đã chủ động triển khai đến với bà con người dân trồng hoa. Thứ nhất là tăng cái quy mô diện tích sản xuất. Cái thứ hai đó là sản xuất theo cái thời điểm hiện tại là sớm hơn hàng năm là khoảng một tháng. Theo nhiều nông dân, năm nay giá vật tư nông nghiệp tăng nên chi phí sản xuất hoa kiểng cao hơn những năm trước. Đến nay, nhiều diện tích hoa đã được bao tiêu để trưng bày, trang trí tại Festival Hoa Kiểng Sa Đéc. Bà con phấn khởi vì bước đầu tình hình tiêu thụ hoa thuận lợi. Giá cả năm nay thì nói chung là hết sức là phấn khởi đó. Mình giao cho lễ hậu và lấy thương lái nó lại, nó mua cũng giá cao luôn. Nó còn mâm xôi đó thì bây giờ đó là cái giá nó trượt rất cao. Cái chủng loại hoa vừa phục vụ cho cái sự kiện Festival và Tết đó, năm nay số lượng tăng, mấy anh em ở trong tổ tăng gấp 3 đến 4 lần so với mọi năm. Cụ thể hiện tại đã trồng các loại hoa, hết các loại vừa Tết vừa Festival là hơn 250.000 các chậu hoa. Làng hoa kiểng Sa Đéc từ lâu được mệnh danh là thủ phủ hoa của miền Tây Nam Bộ. Tổng diện tích hoa kiểng hiện nay là khoảng 950 hectare với trên 2.000 chủng loại khác nhau. Hiện nông dân làng hoa đang cần mẫn chăm chút cho những chậu hoa của mình, sẵn sàng mang sắc xuân đến với mọi nhà trong những ngày đầu năm mới.